Quay đứa thuốc đi. Quay đứa thuốc. Nó đi rồi nói gì vợ. Chứ hôm nay make up không lấy tiền lấy bạc gì, hôm nay sinh nhật vô quá trời tiền luôn, nãy anh thấy tặng quà. Thấy tặng bông, ta tặng bông quá trời. Tặng tiền luôn nữa. Tặng bông trong đó có kèm tiền cho ổng nữa. Rồi make up rồi đợi tiền đi trời, để không thôi. Không, không, không. Tặng hoa không mà. Thôi khùng quá, tao thấy rõ vậy. Thôi mày đừng có nói. Ôm hết mấy cái quà vào. Cảm ơn Bi Tây. Cảm ơn make up Bi Tây hỗ trợ cho Nhi nha. Ê! Dích nha, dích là đi đi. Dích tao là vô tủ coi đó. Mấy cái hộp nè, thấy dích nó đẹp. Dích là vô tủ đó. Quá. Mấy năm đó. Ủa? Lộn, tính coi mấy cái hộp thấy nó đẹp. Mấy năm lần đó má. Ăn Tết vui vẻ đi. Kiên dùng mấy cái bông ngoài bển đi đem về nhà. Thấy cái cọng này. Người ta mới chôn. Dạ. Không biết. Con này sao? Ủa ông Tú kiếm em cái gì vậy? Con gì? Con gì chưa? Con gì? Con gì? Con gì? Chắc nó muốn chế em á. Chắc vậy đó. Phải không? Thì cũng hả? Em biết, tự nhiên nó hỏi rồi. Về chưa tôi tưởng là bà kiếm bà, hiểu không? Nó bán điện thoại, nó bán iPhone, vậy chắc nó hàng iPhone. Vậy chắc nó tặng họ cho em. Trời ơi, em nói thiếu Mai Đào bữa giờ bỏ nhà ông đem bỏ chán ta, chán ghê. Mai ngày mai sẽ nhớ. Bữa giờ chưa đưa, chưa trả luôn hả em? Ê kìa, ủa xuống ngồi đây mà. Thánh thần ơi là trời. Hai. Cảm ơn người đẹp Su Su nha. Cảm ơn bà. Hôm nay đã giúp tôi hoàn thành xong cái buổi họp báo. Cái mặt này. Bữa gì, bữa gì? Cái mặt khúc này Su Su cười hơi đơn. À, có gì đâu. Nói chung là thì chị em trong đoàn với lại làm việc với nhau thì cái gì cái thì giúp được gì thì giúp, không có gì hết. Ê, người ta mới chung. Cái gì vậy? Ôm gì ôm hả? Thì gì thấy lòng tay. Ôm. Ôm ra câu cổ. Ôm má ôm dưới đây. Trời ơi má, tình cảm chị em là phải ôm cho nên. Ôi, má ôm. Thôi mất cũng với chuyện mà. Hồi nãy người ta làm MC cho mày rồi mày chu cho người ta đi. Không có cần, tôi chỉ cần một cái ôm tình cảm. Ôm cái mất còn với chuyện. Thôi ôm ôm nhưng mà kỳ ôm mà lòng vô cổ. Trời anh em nè. Con mày nè. Mày đứng lên. Mày đứng lên mày làm thử à. Trời tôi thương mà. Mày thổi nha. Thổi đi. Bà đừng có thở, ôm bình thường ha. Thổi. Bà đừng thở. Xin lỗi. Để cho anh ủa mà khoan nó nghe nè. Bữa nay sao làm tóc gì giống Bạch Cúc Tinh vậy má? À thì tôi vô cảm ơn mà. Ôi không có thì tao không cảm ơn rồi. Thôi được. Rồi thôi. Cảm ơn rồi. Thấy mày con Su giống Bạch Cúc Tinh nhưng mà nhỏ hơn cái đầu của mày nha. Đây nó nghe. Ai mượn vậy? Vậy tao thấy. Ai bắt biến cũng ai mượn mà dễ bi hồi nãy tao nhớ tao cũng tặng bông cho mày đàng hoàng mà bi. Kỳ dễ bi. Ai bắt biến cúc này vậy trời. Có sự hợp má ơi. Cảm ơn Yumi nữa nè, Linh Anh nữa nè, Copy nữa nè. Cảm ơn gì phong thư đi trời. Trời ơi, có để gửi, sẽ gửi lọc tổ cho mọi người. Có luôn kìa mọi người. Ở khùng với Chu số 2 gì mà. Có nha anh thần. Có là bà lột cái gì ra vậy? Hả? Ủa? Cố trả tóc cho người ta. Ê trời ơi, con này nó chơi Kuma Thông gọi kìa. Trời ơi. Su nó chơi Kuma Thông. Mà cái mặt con nó không. Nè, thấy không? Nó gì? Nó đang khóc. Mấy hôm gài cái đầu bự như nhỏ lại đâu có được chăm kim bự hoài sưng hoài luôn. Nó đang ngủ, ngủ. Rồi. Tâm linh của mọi người. Con này nó có thẹo vậy? Hả? Có thẹo không? Ý! Ôi dồi ôi. Rồi. Ôi. Còn cây nước kìa. Đau. Trời ơi, hèn. Hèn gì mấy bữa nay đau quay hàm hoài. Dạ hả? Nhưng mà mà dọc lỗ mũi nè. À, quá. À, đổi sụng luôn. Hèn gì cái sụng nó đỏ quá. Trả lại mấy cái đồ bọc. Chương dưỡng. Vậy thì chắc tao phải chơi bi quá. Ủa? Găm thêm kẹp tâm lên cho có nhiều. Rớt nhung luôn. Sụng nha, bi nó hớ cây sụng luôn nha. Cây sụng của con bi đỏ hơn ta nữa đó. Thôi nó nhỏ thôi để người ta biết. Cái sụng của bi là giống như là hay quay. Cái sụng bi quay một lần rồi đó. Trời ơi, nói chung là buổi ngày hôm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và đầu giờ em sụm nụ, em tụt muốn em vô. Cái mặt em xanh chành luôn á mọi người. Bởi như bị quản. Bị hú hồn. Nói chung là thời gian thì mình sẽ không có. Mình sẽ không có thể nào mà mình tính trước được. Tại vì mỗi người sẽ có công việc riêng á. Cho nên là rút kinh nghiệm. Thật sự rút á, không có gì quý giá bằng gửi bao nhiêu cặp lông mi thay cho 2 triệu tiền cá viên. Ủa không có. Dạ cảm ơn tất cả mọi người xem. Nhớ like và subscribe ủng hộ cho quý vị nha. Cảm ơn Su Su. Dạ giờ xin phép em về trước.
về nha Xô. Dạ về đi rồi chuyển tiền cá viên sao. Ồ dạ ok cảm ơn Xô. Trời ơi đi về nha mọi người nha. Ủa ngày mai mình có đi Xô không? Đi Xô lên chơi, lên ăn chơi buổi chiều á. À ở đâu ạ? Ái quê mọi người. Thôi giờ nó sang trọng á, không nhớ là mất dạ. Không nhắn vô đâu, chứ tôi sẽ gặp quá. Cô ấy đi hoài xuống hai đồ, trời trời. Đi về đi. Trời ơi. Mọi người đi về đi, cho hai đồ đi. Bị đổi rồi kèo rồi nha. Dạ nói chứ, Su Su lâu lâu cái nó bị có cái dông lưỡi bự á. Khùng đi. Theo luôn đó. Nó vô hoài. Cái đó, cái nét dị thương trong con người Su Su á. Cái lưỡi nó bự quá, tội nghiệp bé nó. Đâu phải Su đang nói chuyện nha. Sợ nha. Sợ nha. Ủa rồi đây hình như còn trống ở ngoài phải không ta? Rồi vậy là mốt tôi vô ô này được không nhờ? Tôi đăng ký cái ô này nha. À, mỗi ô là giống như lô co, giống như cái gì trong kiosk. Kiosk hả? Ủa con sạp bao nhiêu vậy? Hả? Sạp 45 ngàn tiếng. Ôi trời vậy trời. Còn bên cấp 2 tiếng, hết chịu hết tiền xô luôn. Hết tiền luôn. Sủ luôn. Sủ luôn. Bây giờ tôi nói cho anh Hữu là trước cái giờ diễn tôi đã mắc cúp trong chạy ra hết. Ngồi đi, 45 ngàn ngoài 2 tiếng hết chân đi. Dạ rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều mãi yêu. Ok, đó là la nha. Ai xem clip nhớ like và subscribe. Và mọi người ghé vào đầm sen que nha quý vị. Qua bên đây để tham gia tham dự chương trình Lô Tô Show vào hàng ngày luôn nha quý vị nha. Vào lúc 7 giờ thì cái đó cuối tuần năm sáng này phục vụ tới quý vị rồi. Và ngày thứ 3 thì em sẽ biểu diễn trên lại. Mong là mọi người sẽ yêu thương em và lên. Mai em có bán không mọi người? Ngày mai thứ 2 em sẽ up. Thứ nhất là để nghỉ xả hơi để cho mọi người bắt đầu là bán suốt Tết luôn. Là cái nhất, cái thứ hai nữa là cũng dẫn mọi người đi ăn để xả stress nhân dịp sinh nhật cũng như là cái tiệc cuối năm. Cảm ơn mọi người. Trời, nói nãy giờ thôi chứ chưa thấy chu phim. Nói quay YouTube nói vậy thôi chứ khùng quá à, chị em nhà tôi lo 500. Trời ơi bé Bi dễ thương dễ sợ. Trời ơi quá trời luôn nè Bi. Của em á hả? Ai tặng em nghe nè. Bông này nè, hồi nãy người ta nhét vô á trong chồng á là hả, một bó bông là 1.500.000 gì đó hường. Mày nói mày không xài. Mày nói mày không xài. Nè bó hoa này của mẹ Cindy nè. Bó hoa này của bé Don tặng nè. Bó hoa này của Cao Tiến, quy chương Cao Tiến không tới được, Cao Tiến cũng có gửi hoa nè. Bó hoa này của Đậu Đậu, quán lẩu bò nè. Bó hoa này là của Tú nè, Tú bên streamer, bên mấy bạn livestream chung với lại Luân Vũ á. Đó, bạn Tú nè, đó. Đầy đủ hết hoa như sẽ ôm về nhà cho quý vị nha. Đem về làm kỷ niệm, đem về làm kỷ niệm. Dạ dạ, đây, đây nè. Chú gì chú đi chú gì chú hoài vậy lòng tay cho chú không cỡ số 2, số 3 gì đó số 2, số 3 hả bữa đó đi cũng hơi kịp đi rất sớm quá trời tao cho mày 50.000 luôn chứ tự nhiên 10, 200, 300 gì trời ơi đó, không cho hụi quá ơi ngày đó hải phòng tới 3 triệu ồ mày góp vô đó hàng gì tao đánh mày kiếm không một tóc đó má. Góp sao mà góp đủ góp thiếu á. Đó mọi người thấy không? Đây ngày hôm nay quay được cái cảnh sát này. Phải xịt rửa sân, rửa suốt hết nguyên cái sân luôn mọi người. Đó, cho nên là mọi người ơi đến đây tham gia tham dự tốn cũng có 5.000 cái ghế thôi. Thì mong là mọi người sẽ yêu thương cho em nha quý vị nha. Giờ em đi về tặng hoa cho em giờ em phải đem về nhà để em làm kỷ niệm. Để mày cầm cái bó bông này nè, một chút liệu xuống. Chi vậy? Chút mượt xuống là nó không có bị nở. Nó cứng đó hả? Ừ, nó cứng lại. Cảm ơn anh. Cứng luôn hả? Đó, cứng luôn. Cứng cỡ mày không? Đó, nhìn sao cứng rồi. Cứng cỡ mày không? Cứng. Nhìn mày cứng lắm. Cứng. Đúng rồi, mày gặp ai mày cũng cứng hết trơn. Bì ngon mà. Trời ơi, nhìn em ta tưởng em xe ảnh không á. Bì gặp ai nó cũng cứng đó quý vị. Giờ nó gặp anh Hân mà nó còn cứng nữa mà. Nó nhỏ thôi. Đó. Gặp ai mà không cứng. Nó gặp Danny mà nó còn cứng đó. Danny thấy nó là Danny chửi liền. Nó không biết nó làm gì Danny á. Tao mới lại được đựng mấy cái rồi. Thấy không? Biết nó làm gì Danny á. Danny thù nó dữ lắm.
Sợ. Rồi, thôi bye bye mọi người. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha quý vị ơi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.